Tôi y lời, chạy qua dách đại điện để thử, rồi đến cột lớn, lan can, dần dần, thân tôi đều đi xuyên qua được. Khi tôi tiếp giáp với vật đó, thấy vật đó nhưng nó không cản trở hay dính dấp thân thể tôi, cũng như ở thế gian. Chúng ta biết khói nước do mặt thoáng hồ nước, nhưng đưa tay vào nước rất tự nhiên không bị cản lại. Tiếp đó, Bồ Tát Quán Âm dẫn tôi đến hai chỗ kỳ quan nữa là Bát Đại Cảnh Sơn và Hoa Tạng Thế Giới để tham quan. 2. Bát Đại Cảnh Sơn. Giảng sanh đến trung phẩm hạ sanh, một số đã rất ít vọng tưởng vọng niệm, hoặc giả không còn vọng niệm. Dáng dấp bên ngoài của họ đều biến thành cỡ tuổi 16 đến 20, y phục không phân biệt nam nữ, hành động của họ cũng là tập thể. Mỗi ngày cúng dường thập phương chư Phật, hoa sen chỗ này rất nhiều tầng cánh, những cánh hoa màu sắc đều tuôn ra muôn thứ hào quang, thật tuyệt đẹp, so với hạ sanh thì khác xa nhau lắm. Bát Đại Cảnh Sơn là tám núi cảnh lớn, tám núi này tượng trưng cho tám thức của con người, nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, mạt na thức, A Lại Đa thức, hợp xưng bát thức tâm điền. Phật A Di Đà thiết lập cảnh này là mong những người trước khi bước vào đất tịnh độ này cần khiến cho tâm thức của mình tu thành chữ không. Núi thứ nhất là Quang Minh Cảnh Sơn, tượng trưng cho nhãn thức. Trong núi ấy, hình cảnh của thế giới mười phương, tất cả và tất cả đều có thể nhìn tường tận được. Thí dụ như cần xem một chúng sanh nào ở thế giới ta bà đang sống thế nào, đời quá khứ thế nào, kiếp tới nữa thế nào. Chẳng hạn như kiếp trước là heo, là nô tỳ, kiếp trước nữa là gia đình trưởng giả, đế vương, tướng quốc, vân vân. Thậm chí tình hình đất Phật khác đều có thể thấy rõ mồn một. Núi thứ hai gọi là Thanh Vân Sơn, tượng trưng cho nhĩ thức. Vừa đến núi này là lỗ tai ta có thể nghe được tất cả âm thanh của mười phương thế giới. Không phải nghe cùng một lúc đâu, ta nghĩ muốn nghe ở đâu hay nghe tiếng gì, thì âm thanh gian giọng nhận biết rõ ra, còn biết Đức Phật nào đang giảng kinh điển nào. Núi thứ ba gọi là Dị Phương Cảnh Sơn, tượng trưng cho chỉ trí thức. Trên núi này, ta có thể ngửi được mùi vị của bất cứ địa phương nào, còn có thể biết cả nội dung của cái mùi ấy nữa. Chẳng hạn như mùi hóa chất ấy gồm những hợp chất gì? Vàng, đồng, bạc, thau, sắt, vân vân. Núi thứ tư gọi là Âm Thanh Cảnh Sơn, tượng trưng cho thiệt thức. Nhận biết tiếng từ miệng lưỡi người nào nói ra và ý nghĩa tiếng ấy ra sao. Từ cảnh giới Phật Bồ Tát Thinh Văn Duyên Giác, trời, người, Atula, thậm chí tiếng ngạ quỷ, súc sanh, địa ngục đều nghe hiểu. Núi thứ năm gọi là Kim Thân Cảnh Sơn, tượng trưng cho thần thức. Trong núi này có thể bằng xúc giác nhận hiện ra tất cả sự vật, có thể thấy tất cả rất nhiều kim thân của thế giới ta bà, 32 tướng, vân vân, đều rất là rõ. Núi thứ sáu gọi là Ý Thức Cảnh Sơn, tượng trưng cho ý thức. Núi này có thể gặp vô số chư Phật từng kiếp một tu hành như thế nào, và cả chính mình hàng trăm kiếp, hàng ngàn kiếp trước là gì, thân thế ra sao, tu hành ra sao, mọi thứ đều hiện ra. Núi thứ bảy gọi là Tế Minh Cảnh Sơn, tượng trưng cho mạt na thức. Đây là cảnh giới vô cùng đặc biệt, gồm cả sáu khả năng ở sáu núi đồng loạt thể hiện. Có thể nói, ở núi này, ta muốn thấy hay biết bất cứ cái gì cũng hiện ra rõ rệt. Núi thứ tám gọi là Vô Biên Cảnh, tượng trưng cho thức thứ tám, A Lại Đa Thức. Cảnh giới này, ta có thể ý niệm và nghe thấy được đầy ắp cả hư không giới, tất cả mọi sự việc, quá khứ xa gần, hiện tại và cả vị lai xa gần. Nếu chúng ta muốn biết, chỉ khởi niệm là biết ngay, không khó khăn tí nào. 3. Hoa Tạng Thế Giới Triển Lãm Quán. Phòng triển lãm về Hoa Tạng Thế Giới. Người giảng sanh đến trung phẩm trung sanh là người trước đây ở thế giới ta bà đối với các việc nhận thức về Phật Pháp và cách tu trì tương đối sâu hơn, đồng thời về mặt hành thiện và bố thí, có thể nói là không chê được.
có thành quả khá lớn, do đó thành tựu được căn lành lớn. Trung phẩm trung sanh có rất nhiều phòng ốc và tháp lớn. Khung trời nơi đây mỗi ngày đều mưa hoa, thường cứ hừng sáng, chúng sanh nơi đây đều ra hứng đầy hoa tươi đẹp và thơm ngát, bằng giặt áo của mình để đi cúng dường chư Phật mười phương, đồng thời từ lưng trời vang dòng tiếng nhạc du dương trầm hùng câu thánh hiệu Phật A Di Đà, khó mà diễn tả hết cái đẹp tuyệt vời của cảnh này. Đúng là như kinh điển nói, muôn ngàn âm nhạc của vua chúa ở thế gian không bằng phần trăm ngàn âm nhạc của chuyển luân thánh dương, muôn ngàn âm nhạc của cõi chuyển luân thánh dương không bằng âm nhạc của trời Đao Lợi, muôn ngàn âm nhạc của trời Đao Lợi không bằng một âm nhạc của hàng cây báo trên A Di Đà Phật cực lạc quốc độ. Chúng sanh ở trung phẩm trung sanh toàn thân đều phóng sang môn đạo hào quang, sắc ống vàng hồng hiện thân trong suốt, không bị chướng ngại, do đó trong phút chốc họ có thể đi đến nước chư Phật khác cúng dường mười phương Phật, và cũng trong chốc lát lại trở về chỗ cũ. Nếu khi sanh tiền không tạo nhiều công đức, khó mà vào được phẩm này. Chúng sanh đến được quả vị trung phẩm trung sanh, họ đã rất ít vọng tưởng, thậm chí rất đông đã dứt tuyệt vọng tưởng, còn về sự ao ước được ăn uống hầu như ít thấy lắm, chứ không giống ở trung phẩm hạ sanh, họ còn thèm các loại bánh và mật ong. Khi tu đến trình độ càng cao, thì sự thèm khát bớt đi rất nhiều. Trung phẩm trung sanh có một nơi gọi là cái quá triển lãm hay là phòng triển lãm về thế giới hoa tạng. Trong phòng triển lãm này có thể thấy các dạng và các cách tu luyện của chư Phật và Bồ Tát của nhiều đời nhiều kiếp. Trong phòng triển lãm ấy có rất nhiều tầng, mỗi tầng triển lãm bày ra quá trình tu trì của một vị Phật hay một vị Bồ Tát nào đó. Thí dụ như muốn xem Phật A Di Đà trước đây là ai? Pháp Tạng Tỳ Kheo. Cha là vị nào? Thế Tự Tại Vương Như Lai. Ngài tu pháp nào? Phát nguyện gì? Kiếp trước nữa là ai? 100 kiếp nữa ra sao? Vân vân. Rồi đến tầng khác chẳng hạn có thể thấy Đức Phật Thích Ca, Đức Phật Dược Sư, Bồ Tát Quán Âm, vân vân. Từng đời từng kiếp sống ra sao? Ở những nơi nào? Nói câu gì? Gặp những ai? Quá trình tu hành và cuộc sống trong từng đời lần lượt cho thấy không sót một phần nào. Chúng ta có thể tìm thấy ở đây lịch sử chi tiết của từng vị Phật và Bồ Tát của cả thế giới hoa tạng. Diễn thượng phẩm liên hoa. 1. Hoa nở gặp Phật. Rời khỏi trung phẩm trung sanh, trung phẩm thượng sanh, tôi được tiếp dẫn đến ao sen thượng phẩm. Khi trì chú lướt đi, tôi lần lần cao lớn lên như dáng dấp lúc đến đảnh lễ Đức Phật A Di Đà. Bồ Tát Quán Âm bảo tôi, chúng sanh giảng sanh đến thượng phẩm là khi ở Ta Bà tinh tấn tu hành, giữ gìn giới thanh tịnh, siêng năng nghiên cứu điển tích chư Phật, dũng mãnh đoạn trừ 10 nghiệp ác, hành 10 việc lành, nương theo pháp môn mình tu, mỗi mỗi điều thực hành thấu đáo, cực lực dấn thân, 10 năm như buổi đầu, không hề đuôi bước, đến lúc thịt rã xương tan, bỏ thân này mới thôi. Ngoài ra còn tạo thêm những công đức lớn bên ngoài nữa, hành bố thí lớn, trong phút cuối cùng liền được đón về thượng phẩm. Những chúng sanh này cơ hồ không còn vọng tưởng nữa, sáu căn đều thanh tịnh, cũng có thể nói đều đạt cảnh giới Bồ Tát, có thể tự do biến hóa, du hí thần thông. Thí dụ như một nhóm chúng sanh thượng phẩm tu một chỗ, nếu họ muốn biến thành những đóa hoa thì họ liền thành đóa hoa, muốn thành tảng đá liền thành tảng đá, muốn thành bảo tháp liền thành bảo tháp, muốn thành cây cổ thụ thì liền thành cây cổ thụ. Hoa sen trên thượng phẩm này nhỏ nhất cũng cỡ 3 tỉnh, nói cách khác lớn bằng 3 lần Mã Lai Á. Tôi được dẫn đến ao sen thượng phẩm. Ao ở đây đích thật trội hơn ao ở hạ sanh và trung phẩm nhiều, chung quanh ao tráng lệ hùng vĩ hơn. Từng tầng lan can dây lại, phát ra muôn đạo hào quang. Ngoài ra, từ hoa sen tỏ ra muôn ngàn hương thơm. Trong ao có nhiều tháp lớn, hình dáng như núi cao dày. Tháp có nhiều góc cạnh, phóng ra muôn ánh sáng đủ màu sắc, uyển chuyển tuôn ra. Trong ao còn có nhiều cây cầu,
màu sắc đen vô cùng. Ao lớn chưa từng thấy, tầm nhìn không thấy tới bờ bên kia. Trong ao có rất nhiều sen, không có sen nào úa héo cả. Tất cả hoa sen đều phát ra ánh sáng lung linh rực rỡ và tỏa hương thơm ngát. Nơi đây còn có những bão cát bằng cả ngàn cái dạng hạt châu, lấp lánh đủ kiểu. Hoa thì đếm không hết số, mỗi tầng lại đầy dãy những bảo tháp, đình đài, lầu cát, thật là hấp dẫn vô cùng. Người ngồi ở trên hoa sen ấy, toàn thân tỏa ánh sáng hào quang vàng óng, y phục rất hoa lệ, cũng phát ra tia sáng màu rất đẹp. Bất chợt Bồ Tát Bát Âm hỏi tôi, đây có một vị tên là Ấn Quang Pháp Sư, ngài là một trong ba vị cao tăng Trung Quốc thời cận đại, ông có quen không? Tôi vội trả lời, A Di Đà Phật, thưa Bồ Tát, ông ta ở đâu? Tôi đã nghe qua danh và rất quý trọng ngài, nhưng chưa được dịp gặp. Tôi đang nói chuyện thì một thanh niên chừng 30 tuổi bước ra khỏi hoa sen và hiện nguyên hình tướng Ấn Quang Đại Sư. Chúng tôi gặp mặt nhau mừng lắm, cùng đánh lễ, rồi Ấn Quang Đại Sư nói thao thao bất tuyệt. Ông nói nhiều lắm. Tôi quên mất một số, chỉ nhớ lại là ông nhắn đi nhắn lại tôi phải truyền đạt tới đồng bào ở Ta Bà là phải lấy giới làm chuẩn, nghiêm trì giới luật, nhất tâm niệm Phật, tinh hạnh nguyện tất giảng sanh Tây Phương không sai. Ngoài ra, ông còn nhắc nhở những người tu hành đừng tự cho là mình thông minh, sửa đổi luật nhà Phật, quy chế chư tổ, nhất là chớ nên hô hào cải cách duy tân, tái phải oai nghi giới luật. Chúng tôi cùng bước xuống đài sen đưa đến lầu cát lớn. Trên đường đi, các chim chóc đậu trên cành vàng lá ngọc líu lo ca hát, hòa cùng âm nhạc trời du dương. Thêm vào là âm thanh thức tha của tiếng niệm Phật khắp nơi. Hoa nở rộ muôn màu muôn vẻ, hương thơm xông ngát. Từng đó hoa cánh hoa chiếu ánh sáng lung linh. Ngoài ra, lại còn có rất nhiều loại đèn châu báu, đèn mã não, đèn lưu ly, từng hàng ngay ngắn. Các loại đèn lấp lánh ánh sáng màu sắc đẹp, thôi nói không hết ý. Vào trong lầu cát cái gì cũng lấp lánh ánh sáng màu sắc lung linh, khiến tôi ngây người ra ngắm nghía. Ấn Quang Đại Sư đi với chúng tôi lên lầu. Trên lầu có các loại kính bằng thủy tinh, ở giữa có một cái kính lớn nhất, gọi là chiếu thân kính. Bồ Tát Quán Âm giới thiệu, kính này có thể soi thấy nguyên hình của từng người, xem bản tánh đã thanh tịnh hay chưa, có còn vọng tưởng vọng niệm nữa không, soi một cái là thấy ngay. Trên lầu có ghế ngồi ngăn thành hai hàng lối, các ghế ngồi đều làm bằng bảy báo, sáng lấp lánh. Trên bàn gần đó có bài vật gì đó lạ lắm, tôi không nhìn ra là gì. Bồ Tát Quán Âm hỏi tôi, ông thấy đói rồi hả? Tôi thấy đúng là có cồn cào đói. Tôi nói, A Di Đà Phật, thưa Bồ Tát, ở đây có cái gì ăn không ạ? Ngài bảo, về thức ăn thì cũng như ở hạ phẩm vậy. Ở đây, ông muốn ăn gì, sẽ có dọn ra. Tôi nói, vậy thì hay quá, tôi chỉ ước được ăn cơm trắng với canh rau cải trắng thế thôi. Tôi vừa nói dứt, cơm trắng và tô canh còn nóng hổi, được bày ra ở bàn, đũa muỗng cũng đầy đủ. Tôi hỏi, A Di Đà Phật, thưa chư vị không ăn bây giờ sao? Bồ Tát trả lời, đây không có ai ăn đâu, ông cứ tự nhiên ăn đi. Tôi nghĩ mà mắc cỡ quá, nhưng cũng ngồi vào ăn. Tôi ăn no nê rồi để gọn bát đĩa lại, tự nhiên bát đũa muỗng đều biến đi đâu mất. Tôi thắc mắc hỏi Bồ Tát, ngài nói rằng, tại ông vọng tưởng bụng đói và khao khát muốn ăn, cũng giống như ở thế gian chiêm bao vậy. Trong chiêm bao, cái gì cũng có, khi thức tỉnh ra rồi, chẳng có cái gì cả. Ông vọng tưởng ăn, thức ăn liền đến, ăn no rồi, vọng tưởng về ăn không còn. Những gì thuộc về vọng tưởng, cũng vì vậy mà biến mất. Tôi gật đầu hiểu ra, ngài nói thêm, tự tánh thanh tịnh thì không thèm ăn, không thèm khát, không thèm muốn cái gì ở trong hư không. Thật ra, trong hư không vốn là không có cái gì. Vọng tưởng dấy lên, cũng giống như sương mờ được ung lên vậy. Cái ý ấy, ông từ từ nghiệm ra. Nếu mà lãnh hội được, thì sẽ hiểu ra tam muội của việc ấy.
Người giảng sanh về sen thượng phẩm, vọng niệm ít nhất, hầu hết đều là Phật tánh chân như, đều chứng quả vị bất thối chuyển Bồ Tát. Trong chốc có thể nương nguyện lực Phật A Di Đà biểu hiện ra vô số hoa tươi đẹp, trái cây và phẩm vật cúng dường chân dân để đi cúng dường chư Phật mười phương. Còn đến giờ thuyết pháp nghe kinh thì cả ngàn vạn ức Bồ Tát đều ngồi ngay ngắn trên hoa sen, hoặc trên lầu, trên bảo tháp, trên bảy hàng cây báo, trực tiếp nghe lời giảng của Đức Phật A Di Đà. Tôi hỏi Bồ Tát Quán Âm, người ở trái đất giảng sanh về thế giới cực lạc này rất đông, tại sao thân quyến của họ đều không nhìn thấy vậy? Ngài bảo, người địa cầu phần nhiều còn vọng nghiệp che lấp, rất nhiều cái gần hơn còn chưa nhìn thấy. Nếu họ chịu nhất tâm niệm Phật, không giấy vọng tưởng, tâm như hư không, thì người địa cầu cũng có thể nhìn thấy thế giới Tây Phương cực lạc được. Tôi thừa cơ hỏi Bồ Tát, cầu Ngài chỉ dạy, thưa Bồ Tát, cần phải niệm Phật ra sao mới là tốt nhất, mới có thể tu nhanh nhất? Ngài bảo, cần thiền định song tu, nhất tâm niệm Phật. Niệm Phật tham thiền gọi là tịnh độ thiền. Tôi hỏi, thưa Bồ Tát, xin Bồ Tát chỉ cho biết tu tịnh độ thiền bằng cách nào? Ngài gật đầu chỉ dạy như sau. Số người có thể chia thành hai nhóm. Như cách tu của chúng sanh thượng phẩm Tây Phương cực lạc đây, nhóm trước niệm hai câu A Di Đà Phật, nhóm sau mặc niệm lắng nghe, sau đó nhóm sau niệm hai câu, nhóm trước mặc niệm lắng nghe. Tu trì như vậy đã không mệt nhọc, lại không ngừng niệm, tâm và khẩu như nhau, Phật tánh tự nhiên lộ, tính tất sanh định, định tất sanh huệ. 2. Giếng tháp liên hoa. Bồ Tát Quán Âm hối thúc, thôi lẹ đi, thời giờ eo hẹp lắm, tôi dẫn ông đi thăm giếng tháp liên hoa là tháp lớn của Phật A Di Đà. Lại lướt qua thêm mấy tòa lầu cát đến dạng tầng, những tháp này có bao nhiêu góc cạnh cũng không đếm hết được. Tất cả tháp đều phóng ra muôn đạo hào quang, sắc màu uyển chuyển, ánh lung linh, đẹp vô ngần. Trong tháp vang vọng ra tiếng niệm Nam Mô A Di Đà Phật liên tục hai câu đầu, nghe rất trong vút. Câu đầu tiên nghe rất cảm động và tha thiết như con réo mẹ cứu giúp vậy. Còn câu thứ hai nghe trầm hùng, rất quyết tâm và thân thiết. Tòa tháp này dành riêng cho chúng sanh thượng phẩm trung sanh đến dạo chơi. Tháp lớn lắm, khó mà hình dung ra được. Có thể lớn cỡ mấy ngàn mấy vạn độ lớn của trái đất chúng ta ở. Còn độ cao thì không thể tính được. Trong tháp có rất nhiều cung điện, các loại màu sắc đều có thể phát hào quang trong suốt. Các chúng sanh thượng phẩm trung sanh đến đây đều có thể xuyên tường tự do ra vào, không bị ngăn trở. Muốn lên muốn xuống đều tùy tâm tưởng thì sẽ đến ngay vị trí. Trong tháp có thể nói muốn gì có nấy. Trong y có thể thấy tất cả cảnh tượng của một chúng sanh ở hoa tạng thế giới. Có thể thấy được đất tịnh độ của hàng trăm hàng vạn đức Phật khắp nơi. Cảnh vật nơi đây thật là tuyệt vời, khó mà dùng bút mực tả cho hết được. Chúng sanh thượng phẩm trung sanh nếu muốn đến những nơi tịnh độ của vị Phật nào cũng đến trong nháy mắt rất dễ dàng. Chúng tôi vào trong tháp liên hoa, thân như ngồi thang máy vậy, xuyên thấy từng tầng, không dưới ngại chi cả, hoàn toàn trong suốt hết. Trong các tầng của tháp có từng nhiều người đang niệm Phật, tất cả là những thanh niên khoảng 30 tuổi, mỗi một tầng cách ăn mặc đều khác, đại khái chừng 20 loại màu sắc. Tất cả những người ở đây đều là nam, không thấy một người con gái nào. Tất cả những người thanh niên ấy ngồi ngay ngắn nơi đài sen của mình niệm Phật Bồ Tát Quán Âm. Ở đây tu hành tinh tấn lắm, trong ngày 6 thời, 2 thời dành niệm Phật, hai thời chỉ tịnh, hai thời nghỉ ngơi, bây giờ thì họ đang niệm Phật. Chúng tôi tiến vào tầng giữa, chỉ thấy từng hàng người ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn của mình, tham thiền niệm Phật, rất đẹp mắt. Có vị ngồi ngay giữa phòng là vị Đại Bồ Tát đang ở đây dẫn chúng niệm Phật. Người nào niệm giỏi thì trên đầu phát ra những tia sáng. Trong tia sáng có vô số những vị hóa Phật, như Đức Phật A-di-đà vậy. Trong mỗi tia sáng số hóa Phật
vô số ức dị, vị Đại Bồ Tát ngồi giữa dân chúng ấy. Cũng có rất nhiều hóa Phật, nương tia sáng hiện các loại chim bay bay lại, ở trên chóp tháp hoặc ở đại sảnh, bay đến cũng cùng nhau niệm Phật, bay như vậy mà không mãi mai hỗn loạn. Trong tháp có rất nhiều đèn trân châu, đèn lưu ly, đều phát ra sức sáng tối đa. Có loại đèn tròn to, tự động chuyển biến các dạng màu sắc. Tóm lại, cảnh trí nơi đây nói không hết cái lung linh uyển chuyển đẹp. Đi cúng dường mười phương chư Phật cũng tập trung ở đây mà đi. Tại nơi đây có thể thấy được bất cứ thế giới nào mà toàn thế giới hoa tạng cũng hiện ở đây. Tất cả chúng sanh, tất cả Phật Thánh đều hiện rõ ở đây cả. A-di-đà Phật chỉ dạy. Thăm xong chính phẩm hoa sen rồi, tôi lại được đưa trở về trước Đức Phật A-di-đà. Tôi quỳ trước Ngài chí thành đảnh lễ, cầu Phật gia bị và chỉ dạy. Từ chính kim khẩu Đức Phật A-di-đà, từng câu một vô cùng thận trọng mà nhắc nhở tôi. Phật tánh của chúng sinh vốn là bình đẳng, tùy nghiệp mình làm đảo điên ý thức, lấy giả làm thật tạo nhân chịu báo, trôi lặng trong sáu nẻo luân hồi không dứt, chịu khổ vô vàn. 48 nguyện ta thề hằng độ chúng sanh, trai gái già trẻ, lấy tính nguyện hạnh nhất tâm bất loạn, tịnh độ thiền, chỉ cần 10 niệm quyết định giảng sanh. Tôi quỳ lễ bái nữa. Ngài dạy tiếp, con có nhân duyên với thế giới ta bà, con muốn độ cha mẹ nhiều đời, anh em chị em, thân bằng quyến thuộc, con cần dặn họ, giữ giới làm lành, lấy giới làm thầy, dạy học tịnh độ thiền, thiền định song tu. Con cần dặn kỹ các loại đạo giáo thích, đạo nho, đạo gia tô, hồi giáo, nhân dân, các giáo cần cùng nhau giúp đỡ, cùng nhau khích lệ. Đừng nói dèm pha nhau, đừng phỉ báng nhau, đừng nói những lời tà chánh, người tà ta đạo, người ma ta cao, người thấp ta quý. Đừng soi tìm các dấu vết sai nhỏ của nhau mà phỉ báng không ngừng, đây chỉ là hành vi diệt căn lành. Bà mòn thì vợ quý báo vào chuyện không đâu, thật chẳng đáng. Cửa Phật quảng đại, tám dạng 4000 pháp môn, đạo nào cũng thật. Có thể tu trì tà biến được ra chánh, ma biến được ra đạo. Nhỏ có thể đi về lớn, cùng nhau đùm bọc nương nhau tinh tấn tu hành pháp môn của mình, sửa sai của mình, hành cái lành của mình mới đúng, là chánh tông huệ mạng của chư Phật. Ngưng một lúc Ngài bảo, thôi con về là vừa rồi. Tôi bái lễ tạ, lễ 3 lần và lui gót. Trên đường về, tôi vẫn cứ bay bay không thấy Nam Thiên Môn. Đi bằng trì chú và nương hoa sen đi thật nhanh. Đến ngay Trung Thiên La Hán, tôi ngừng niệm chú thì hoa sen biến mất. Lại thấy vị đồng tử hôm trước đưa nước trong cho uống. Thầy tri khách bảo tôi vào phòng nghỉ tí đã. Tôi vào phòng nghỉ, thoáng cái đã sai sai trong giấc ngon lành. Về đến thế gian, lúc tôi tỉnh lại, lây hoay không biết mình đang ở đâu. Không thấy người trời, không thấy Bồ Tát, không thấy tòa đại điện, cũng không thấy nơi nào phát ra hào quang nữa. Tôi nhớ lại, mới 3 giờ khuya hôm qua, tôi đi dạo cả ngày, và giờ lại tối khuya nữa rồi. Chắc chừng 20 tiếng đồng hồ đi tham quan thích thú quá đi. Ở đây, sao mà tối thui như mực? Đưa tay không thấy ngón, tôi cảm thấy như đang ở trên một tảng đá lớn của một đồng núi cõi nào. Lần mò hồi lâu, mới có tia sáng hừng đông, tinh thần phục hồi ngay như thường. Tôi thấy ra đã ở thế gian ta bà. Ở trong động không thấy lối ra, tôi gọi, tôi nhảy, tôi khát, không ai trả lời. Cuối cùng, tôi cũng tìm được lối ra, viên theo đường núi, xuống dưới đi bộ 20 cây số, đến đường Xích Thủy, gặp người đi đường, tôi bèn hỏi ra, hú vía kinh hồn, thì ra bây giờ là ngày 8 tháng 4, năm 1973 rồi. Tôi bấm đốt ngón tay đếm, té ra tôi rời khỏi nhân gian hơn 6 năm 5 tháng. Tôi lầm bầm niệm trong lòng, Nam Mô A Di Đà Phật, kẻ giác thành Bồ Tát, người mê ấy chúng sanh, Phật Pháp có túc thân, lúc gặp duyên thì độ. Tôi phải thừa kế
ý chí của ân sư Hư Dân Lão Hòa Thượng, thực hành chỉ thị của Đức Phật A Di Đà và Bồ Tát Quán Thế Âm, hoằng pháp độ chúng sanh hữu thiện duyên. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ tam đồ. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm bồ đề, hết một báo thân này, đồng sanh cõi cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật.